Thì đây là cái phần chúng ta cần phải nắm thật là vững, đó gọi là 6 pháp. Những cái 6 pháp mà chúng ta cần phải nắm thật là vững, đó là 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 tưởng, 6 tư, 6 ái, 6 tầm, 6 tứ. Đây là các cái pháp mà có 6 pháp mà chúng ta hãy nắm thật là vững. Con đọc lại là 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 tưởng, 6 tư, 6 ái, 6 tầm, 6 tứ. Căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Như vậy 6 căn đối xứng với lại 6 trần. Chúng ta nhớ ha. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đối xứng với lại sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thành ra là 6 cặp đôi. 6 cặp đôi này sanh ra 6 thức. Là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Cặp đôi của mắt và các sắc sẽ sanh ra nhãn thức. Cặp đôi của tai và các âm thanh sanh ra nhĩ thức. Cặp đôi của mũi và các cái mùi hương sanh ra tỷ thức. Cặp đôi của lưỡi và các vị sanh ra thiệt thức. Cặp đôi của thân và các sự xúc chạm, đụng chạm sanh ra thân thức. Cặp đôi của ý và các pháp thọ tưởng hành sanh ra ý thức. Như vậy là 6 căn kết hợp với 6 trần sanh ra 6 thức. Thì vấn đề mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay là chúng ta sẽ cần làm rõ những cái 6 pháp này. Rồi, chị Thảo giải thích 6 thức đi. Sáu thức là nhân duyên của con mắt và có cảnh sắc sanh ra nhãn thức, tức là sự rõ biết cảnh sắc. Do duyên có lỗ tai và có âm thanh sanh ra nhĩ thức, là sự rõ biết. Do duyên có mũi và các mùi sanh ra tỷ thức, đó là sự rõ biết các mùi. Do duyên có lưỡi và các vị sanh ra thiệt thức, là sự rõ biết các vị. Do duyên có thân và có xúc sanh ra thân thức, tức là sự rõ biết sự xúc chạm. Và do duyên có ý và các pháp sanh ra ý thức, tức là sự rõ biết các pháp. Rồi, vậy Thảo nói lại một lần nữa là định nghĩa về 6 thức một cách rõ ràng hơn. Nói lại, mình nói về nhãn thức, nhĩ thức thôi, không cần nói gì nữa. Nhãn thức là? Nhãn thức là sự rõ biết các sắc pháp, là sự rõ biết các đồ vật, cảnh vật trước mặt, còn gọi là sự thấy, cái thấy. Nhĩ thức là sự rõ biết các âm thanh, còn gọi là cái nghe. Tỷ thức là sự rõ biết các mùi, sự hưởng. Thiệt thức là sự rõ biết các vị, là sự nếm. Thân thức là sự rõ biết sự xúc chạm của thân. Sự đụng chạm. Ý thức là sự
sự rõ biết của về các pháp, nghĩa là sự rõ biết về thọ tưởng hành trong nội tâm. Chị Thúy cho 6 thí dụ về 6 thức. Ví dụ về nhãn thức, như có chị đang nhìn lên trên cái bảng, thì là cái bảng là sắc, con mắt, và sự rõ biết là nhãn thức. Ý thức là chị đang nghe cái lời của Thảo nói, Phượng nói, cái âm thanh đó vào trong lỗ tai, thì sự rõ biết đó gọi là ý thức. Thì ý thức là khi ngồi đây mà cái mũi mình nghe những cái mùi vị xung quanh, nghe sự rõ biết đó. Yeah. Ngửi cái mùi vị xung quanh, thì cái sự rõ biết các mùi đó gọi là tỷ thức. Tiệp thức thì cái miệng, cái mùi vị, cái vị trong miệng là sự rõ biết đó gọi là tiệp thức. Thân thức là có sự đụng chạm giữa thân người với cái gối, giữa quần áo. Sự xúc chạm đó, cái sự rõ biết đó gọi là thân thức. Là ý thức là sự rõ biết thọ tưởng và hành ở trong tâm, đó là ý thức. Chú Vinh cho 6 ví dụ về 6 thức. 6 thức là cái sự rõ biết 6 căn khi có 6 trận bên ngoài. Đấy, ví dụ như là mắt, khi mà nhìn thấy là trước mặt cái bản này thì khởi lên cái thức gọi là nhãn thức, sự rõ biết của cái bản đó, và nhĩ thức là cái sự rõ biết âm thanh khi ta nghe những lời nói của những người xung quanh hay tiếng động trong phòng này. Tỷ thức là cái sự do biết của về mũi ngửi các mùi hương thơm hay là không thơm, và thiệt thức là cái sự rõ biết qua cái sự mà nếm các mùi vị trong miệng, qua lưỡi căn. Và đến thân thức là cái sự rõ biết của cái sự động chạm của thân với quần áo, cảnh vật và cảnh vật như ghế ngồi hay đất thì các thứ gì đó, thì giữa thân động chạm với căn trần đó thì gọi là rõ, khỏi lên cái rõ biết đó gọi là thân thức. Thế và cuối cùng là ý thức, là cái sự rõ biết các cái sự cảm nhận như thọ tưởng và hành thức. Đó gọi là ý thức. Tạm có rõ chưa? Được, tạm được. Của chị Thúy nãy là cũng tạm được. Tại vì trong cái ngôn ngữ á, khi mà chúng ta chưa có nắm rõ thì cách mà chúng ta nói đó, chỉ cần một cái ngôn ngữ nào đó xen vào mà không hợp lý thì cũng làm cho các pháp nó lệch. Chẳng hạn chúng ta nói ở nhãn thức là cái sự rõ biết của cái gì đó, cái điều đó nó làm pháp lệch rồi. Nhưng mà tại vì con chưa có bất kỷ, chúng ta cứ để cho chúng ta phân phớt phân tạm chấp nhận. Nhưng mà nếu mà đi vào trong cái chính xác thì những cái từ mà chúng ta dùng như vậy là đã là sai pháp rồi. Chúng ta hiểu ha, nhưng mà con tạm chấp nhận cho chúng ta. À, như vậy thì mình phải học thuộc lòng như trong sách. Đúng rồi, đúng rồi. Nó mới đúng theo cái... Tại vì khi mình nói đó là sự rõ biết của cái gì thì nó đã là sai rồi.
Nhưng mà mình phải nói rõ và chính xác nhãn thức là gì? Chính là sự rõ biết các sắc pháp, chứ không nói là sự rõ biết của con mắt thì là đã lệch rồi. À, chúng ta hiểu ha? Hay là sự nói chung là trong cái ngôn ngữ con lắng nghe rất kỹ cách chúng ta trình bày, nhưng mà chúng ta trình bày lệch cái này cái nọ kia cái là con biết liền. Và cũng không sao, là vì chúng ta nắm chưa thật, gọi là chúng ta chưa thật sự thể nhập vào trong cái sự thấy biết cái pháp đó một cách sâu sắc, thành ra chúng ta sẽ còn gọi là lộn xộn trong cái ngôn ngữ sử dụng. À, nhưng mà từ từ thì chúng ta sẽ phát biểu một cách chính xác hơn. Ví dụ như nói về nhĩ thức là gì? Chính là sự rõ biết các cái âm thanh, chứ không phải là sự rõ biết của cái lỗ tai, là đã sai rồi. Thì phải phát biểu là nhĩ thức là sự rõ biết các cái âm thanh, tiếng động, tiếng ồn, lời nói. Nhãn thức là sự rõ biết các sắc pháp. Thì chúng ta thấy cái danh từ là gì? Từ cái rõ biết qua liền các sắc pháp hoặc các âm thanh, chứ không có các cái từ nói ở đây nha. Nhưng mà chúng ta có một cái thói quen là rõ biết của cái này hay rõ biết từ cái gì cái nọ kia đó. Thì chúng ta có thói quen, nhưng mà chúng ta để ý rất là kỹ. Nhãn thức là sự rõ biết các sắc pháp. Rõ biết các sắc pháp mấy danh từ? Có 5 từ thôi phải không? Rõ biết các sắc pháp có 5 từ thôi. Và từ cái rõ biết này nó sang liền các sắc pháp, chúng ta thấy không? Nó có cái từ nói gì đây không? Nó đâu có từ nói. Nhĩ thức là sự rõ biết các âm thanh. Rõ biết các âm thanh, từ cái rõ biết sang liền các âm thanh, không có từ nói. Nhưng mà chúng ta có một cái thói quen là khi chúng ta nói, chúng ta cứ dùng các cái từ nói xen vào làm cho cái câu nó loạn lên, nó rối lên. À, chúng ta hiểu ha? Và nói về tỷ thức là gì? Sự rõ biết các mùi hương. Vậy thôi. Thiệt thức là gì? Rõ biết các vị. Các vị thôi. Các vị mặn ngọt chua chát gì đó. Nhưng mà từ cái chữ rõ biết bắt liền sang cái sáu trần, chứ không có các cái từ nói trong này. À, chúng ta hiểu ha? Thân thức là gì? Sự rõ biết các cái sự đụng chạm. Vậy thôi. À, chúng ta nhớ không? Và ý thức là sự rõ biết họ tưởng hành trong nội tâm. Vậy thôi, đơn giản hay không? Cho nên cái phần đầu của chúng ta học á, tóm tắt ngũ uẩn nè: rõ biết thân người cảnh vật, nhãn thức; rõ biết lời nói âm thanh, nhĩ thức; rõ biết mùi hương thơm thúi, tỷ thức. Cái này quá dễ mà nó quá dễ mà chúng ta không chịu học chính xác. Chúng ta chỉ đọc sơ qua rồi chúng ta nắm cái ý, rồi nắm cái ý khi chúng ta nói thì chúng ta thêm lời vô. Mà khi chúng ta thêm lời vô thì thôi rồi, thành ra pháp nó bị nhiễu loạn chính là cái chỗ đó, là chỉ nắm ý mà lại nắm không chính xác, không thể nhập được cái ý, nắm một cách đại khái. Thì tức là cho thí dụ là phải cho thêm vô, mà phải nói thêm vô. Chứ còn là cái bạn khi là chỉ hiểu là nhận thức là sự đó bị cảm giác. Thì tưởng cho thí dụ là phải thêm. Kim nói cho thí dụ chị dễ dàng lắm. Vì chị nói chị đang có sự rõ biết phượng và cảnh vật ở đây. Xong. Bây giờ em kêu chị cho thí dụ về nhĩ thức, chị nói chị đang có sự rõ biết âm thanh của thảo, của phượng và âm thanh tiếng động này. Bây giờ cho thí dụ về tỷ thức, chị nói nếu ở đây có một cái trái sầu riêng nó tỏa ra mùi, thì chị có cái sự rõ biết cái mùi sầu riêng là sống, đúng hay không? Đâu cần phải thêm lời, đúng chính xác những cái ngôn ngữ đó mà mình nói thôi. Bây giờ nói thí dụ về thiệt thức, lưỡi đang xúc chạm với lại nước miếng, chị có cái sự rõ biết là nước miếng nó lạc, sự rõ biết nước miếng lạc. Bây giờ nói về thân, bây giờ em kêu chị cho thí dụ về thân thức, chị nói chị đang rõ biết là tay của chị đang có sự đụng chạm với cái áo, chị đang rõ biết cái sự đụng chạm, rõ biết sự đụng chạm giữa tay và áo.
đâu cần thêm gì vào. Vậy đó, ý thức chỉ đang có sự rõ biết những cảm giác phía bên trong mình, những hình bóng trong nội tâm và những lời nói trong nội tâm. Hoặc chị rõ biết bên trong chị đang không có lời nói. Thành ra là khi mà con nói ra là chúng ta thấy đơn giản và dễ hiểu vô cùng. Dễ hiểu vô cùng hơn là cách nói của chúng ta. Phải không? Là vì sao? Là vì á, là cái pháp này chúng ta chưa có thực sự thể nhập hoàn toàn. Cho nên là khi nói là chúng ta lại đưa những cái dòng tâm ý, những cái dòng mà tâm ý mà gọi là nó hơi có lang thang của mình vào ở trong đó. Thì khi mà chúng ta đưa vào như vậy thì cái pháp nó thực sự nó đơn giản, nó thiết thực, nó rõ ràng. Nhưng mà chúng ta đưa vào thêm lời gì vào trong đó thì chúng ta sẽ làm cho cái pháp nó trở nên rối ren. Chứ thật sự ra bản chất cái pháp nó không có khó. Như vậy á, là trong cái phần học đầu này của chúng ta nè, cái tóm tắt về ngũ uẩn sẽ làm cho chúng ta rất là dễ hiểu. Thân người, cảnh vật, đồ vật, tứ đại là sắc. Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là thọ. Bóng dáng thô tế trong tâm là tưởng. Suy nghĩ nói thầm trong tâm là hành. Rõ biết trong ngoài sáu trần. Rõ biết trong ngoài là rõ biết sáu trần đó. Mà phía trong hay là phía ngoài? Phía ngoài là gồm có rõ biết sắc, thanh, hương, vị, xúc. Phía trong là thọ tưởng hành. Mà thọ tưởng hành nó cũng là gì? Cũng là trần thôi. Nhưng mà nó là nội trần. Cái kia là ngoại trần. Là chúng ta hiểu ha. Thì rõ biết trong ngoài sáu trần đó là thức. Là tóm tắt về sáu thức. Những câu này dễ? Dễ không? Dễ học, dễ hiểu không? Thì sao mà khi mà đọc cái này xong rồi chúng ta phải tập thể nhập, chiêm nghiệm vào trong cái vấn đề đó. Thế nào là cái sự rõ biết sắc, thanh, hương, vị, xúc? Phải để tâm vào trong cái pháp, phải để tâm vào trong pháp, phải thể nhập vào trong pháp. Thì khi mà chúng ta đưa tâm thể nhập vào trong pháp thì pháp này sáng trưng lên thôi. Không có gì là khó hết, phải không? Vì khi mà con giải thích ra chúng ta thấy dễ hiểu không? Trở lại cái vấn đề định nghĩa, cái thức là rõ biết, sắc pháp, thì biết tới bây giờ đó mình vào sâu cái rõ biết này để có thể thể nhập, như cô nói là mình vẫn chưa thể nhập. Bằng chứng là nếu mình không thể nhập đó thì mình đó là sai. Nếu thể nhập thì nó rất là chính xác, không thể nào sai được. Thành xin hỏi cô, biết thì mình biết, tới bây giờ trước khi học đây là biết rồi, biết có biết tâm bản, biết có kiến thức, nhưng mà rõ nó mạnh hơn cái biết, thì cái rõ đó nó rất là tế nhị, làm sao mình nhấn cái biết tới thành cái rõ biết để thể nhập, mục đích là muốn thể nhập. Con thiệt là hài lòng về cô đó. Như vậy đó là thật sự là hiểu được cái chữ rõ biết đó. Thật sự hiểu được cái chữ rõ biết. Cái rõ nó mạnh hơn là cái biết đó. Cái điều đó là cái điều con muốn nhấn mạnh với chúng ta đó. Mà chúng ta lại cứ nhấn mạnh cái biết. Mà chính là cái sự rõ. Bây giờ con không nhìn chúng ta nè, con đang nhìn xuống nè, đúng không? Nhưng mà con vẫn đang rõ biết chúng ta và cảnh vật ở trước mắt con. Tỉnh giác khác à. Tỉnh giác vẫn khác với lại cái rõ biết này. Chỉ cần thâm nhập cái chữ rõ này thôi là cũng đã thấy được cái vi diệu của cái pháp rồi đó. Cô mới gặp cô đó, chị Thiệu bị sốc kê cái tiếng rõ biết này kia đó. Chị Thiệu nói biết thì biết chứ còn rõ để làm gì, thêm danh từ vô. Chị Thiệu bực lắm, thật sự mà nói vậy đó. Nhưng mà sau này đó, khi mà có pháp hành nó thăm tới rồi, mới thấy rằng mình cố tình là tại sao người ta phải xài cái chữ rõ.
Cái chữ rõ biết này nó vi diệu lắm, nó vi diệu lắm, mà con nhắn mạnh hoài mà chúng ta vẫn không hiểu được cái chữ rõ biết này. Cái chữ rõ biết này có thể nói là cái giai đoạn đầu mà chưa có cái tưởng hành thức nó xen lộn, nó can thiệp. Thì mắt và các sắc nó sanh ra thức. Để ra thức rồi sau đó thọ tưởng hành mới khởi. Cái nhận rõ nó thôi. Chưa có cái tưởng. Nhưng mà tùy năm cái thức đầu là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức là do duyên mắt và các sắc sanh ra nhãn thức, tai và các tiếng sanh ra nhĩ thức, cho đến thân và các sự xúc chạm sanh ra thân thức. Thì đây là những cái sự rõ biết đối với lại ngoại trần. Nhưng mà khi mà nói về ý thức thì nó phải có thọ tưởng hành khởi rồi mới sinh ra cái sự rõ biết thọ tưởng hành. Thì cái sự rõ biết thọ tưởng hành đó là ý thức. Vì sao? Vì cái chữ rõ này mà chúng ta hiểu được thì chúng ta mới hiểu được cái sự tu tập thức vô biên xứ. Thưa cô, như vậy làm sao mình tập từ cái biết tới cái rõ biết? Thì là phải tập để tâm vào trong pháp. Chỉ cần để tâm vào trong pháp thôi. Bây giờ con đang nói, cô đang nghe, cô chỉ cần để tâm biết đang có cái sự rõ biết âm thanh. Đang có sự rõ biết âm thanh. Thưa cô, để tâm vào trong cái âm thanh có khác với chú ý? Để tâm vào trong cái chỗ xem lại cái sự rõ biết âm thanh của mình, chứ không phải để tâm vào trong cái âm thanh. Thì trong cái sự rõ biết âm thanh mà cô đang nghe âm thanh con nói đi, thì âm thanh con chỉ là một trong những cái âm thanh mà được cái nhĩ thức rõ biết thôi. Vậy thì cái rõ biết đó mình có thể nói nó là một cái chức năng. Đừng có lập cho nó một danh từ gì hết á. Khi con giải thích ngũ uẩn ban đầu cho chúng ta là con dùng những danh từ đại khái sơ qua và lướt qua liền. Khi chúng ta nhận liền là bỏ liền những cái danh từ, những cái ví dụ mà con đưa vào. Mà chỉ là chúng ta thể nhập cái pháp đó thôi. Khi mình lập nó ra một cái chức năng là mình chết á. Mà khi giải thích cái tưởng, con chỉ giải thích đơn giản. Tưởng ví như một cái bức tranh nó hiện có cái hình nhưng nó không phát ra cái tiếng. Mà sau khi người ta hiểu, à cái hình bóng đó là tưởng, hiểu rồi, bỏ luôn cái ví dụ đó luôn. Tại vì sao? Vì cái sự tu tập đưa đến chúng ta thể nhập vào trong cái thực pháp. Chứ không còn lập thêm danh tánh, danh trạng của các pháp nữa. Chúng ta thấy không? Chúng ta vừa có thể nghe rõ cái âm thanh của con, nghe rõ cả những tiếng sột soạt của những cái vị đang động chạm ở đây. Rõ hết. Chứ đâu phải chúng ta chỉ có rõ cái âm thanh của con thôi, ngoài hành lang kia đang có tiếng động. Cũng rõ biết. Mà hay thiệt. Thâm nhập cái chữ rõ này thôi mới thấy. Cô, mà đi tới mà rõ biết như vậy, cái phương pháp có thể gọi là chánh niệm hay chánh định không? Tạm dùng cái đó cũng được, nhưng mà về chính xác cái pháp thì nó chưa có thật là chánh định. Mà đây là chúng ta đang tập về chánh tri kiến. Tất nhiên là về cái nhãn thức là chúng ta phải tập thể nhập và biết rõ nhãn thức là cái gì. Chỉ chứ trong lúc mà mình ngồi thiền, tức là mình mắt cũng xuống như vậy thì mình cũng có nhãn thức. Rồi nếu mà mình bị khôn trọng nó tới từ từ thì cái thấy trước mặt mình nó bắt đầu nó sẽ lờ mờ, thì lúc đó mình có thể mình nói là nhãn thức mình không hoạt động. Cái đó mình có vẫn còn nhãn thức, mình không còn. Nó lờ mờ nhưng mà vẫn có sự rõ trước cảnh mà. Thì đâu còn là rõ biết nữa. Cái sự rõ biết lúc đó nó giảm cái sự trong sáng của nó xuống. Vì Thảo nhìn như vậy mà Thảo thấy nó mờ. Nó không có trong sáng nữa. Nhưng mà Thảo quan sát Thảo thấy cái nhãn thức nó không trong sáng. Thảo gọi tên là nhãn thức đang không trong sáng, Thảo gọi tên mà. Tất nhiên là nhãn thức lúc đó là đang vẫn đang có mặt nhưng mà không trong sáng thôi.
À, hiểu ha. Thì chúng ta thấy không, bây giờ mình chỉ cần học á, bởi vì hôm nay chúng ta tuy là học nhiều nhưng chỉ cần sáu cái thức này thôi, thể nhập thôi, vẫn là hết sức khó khăn và vẫn chưa thể nhập được nữa đó. Chứ đừng nói là chi tới nhiều, tới duyên sanh pháp. Duyên sanh pháp là hỏi công thức thôi. Hôm nay thì con định hỏi về cái duyên sanh pháp, nhưng mà con suy nghĩ ồ, sáu cái pháp này mọi người còn chưa có rành nữa, mà mình cần phải đào sâu vào trong sáu pháp này để cho mọi người thực thấy, thực biết sáu pháp trước cái đã, rồi mới đến cái duyên sanh. Mà thực thấy, thực biết sáu pháp này chính là cái gì chúng ta biết không? Chính là cái thánh trí đầu tiên trong tứ thánh đế, chính là khổ thánh đế đó. Mà khổ thánh đế mang ý nghĩa gì? Chúng ta nhớ tứ thánh đế là gồm có khổ, tập, diệt và đạo. Mà nhiều khi đọc hoài như vậy thì chúng ta vẫn không có thâm nhập được cái ý nghĩa của khổ tập diệt đạo là cái gì hết. Mà chúng ta cứ học khổ tập diệt đạo rồi cứ chúng ta cứ đọc ào 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 ở cái nói đó là tứ thánh đế. Không phải mà dễ dàng mà thể học được ý nghĩa của tứ thánh đế. Thật sự là hoàn toàn không phải dễ. Tại vì là thánh mà đế là sự thật. Tứ thánh đế là bốn sự thật bậc thánh nhìn thấy, bốn sự thật bậc thánh tuyên thuyết, mà cũng có nghĩa là bốn sự thật cao thượng. Chữ thánh còn mang ý nghĩa là gì? Là thanh cao, cao thượng. Cho nên là trong một số nơi là dịch là bốn sự thật cao thượng. Là sự thật thứ nhất, đây là khổ. Mà cái gì là khổ? Phải thấy được cái gì là khổ thì mới hiểu được cái chữ đây là khổ. Mà không thấy được cái gì là khổ thì cái chữ đây là khổ là chúng ta đọc là coi như là ro, nhưng mà làm sao là gì? Đây là khổ mà cái gì là khổ? Sáu căn, sáu trần, sáu thức nè, sáu xúc, sáu thọ, sáu tưởng, sáu hành, sáu ái này là khổ là chứ là gì? Mà chúng ta đã thấy được đó chưa? Căn trần thì thấy được rồi, mà sáu thức, sáu thọ, sáu tưởng, sáu hành thấy chưa? Rồi khi chưa thấy thì làm sao biết được nó là khổ, và cái khổ đó là khổ cái gì? Thành ra khi mà nói về thánh đế thứ nhất, tất nhiên là nói về gì? Là những cái hành tướng đang hiện có của căn trần thức xúc thọ tưởng hành ái, đó là những cái đang hiện có. Tại sao những cái đang hiện có này là khổ? Khi mà chúng ta hiểu cái chữ khổ thánh đế là chúng ta phải hiểu là sao, là chúng ta phải thể nhập được cái khổ đó là khổ cái gì, mà nó là khổ cái gì? Sắc là khổ, thọ là khổ, tưởng là khổ, hành là khổ, thức là khổ. Phải thực sự hiểu được cái chữ khổ như vậy. Mà vì sao sắc là khổ, vì sao thọ là khổ, tưởng là khổ, hành là khổ, thức là khổ? Bây giờ có cái thân nè, cái thân nó sanh ra nè, rồi cái thân nó phải đi làm quần quật. Suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, nhỏ thì nó phải đi học gần chết, lớn lên thì nó phải đi kiếm việc làm rồi nó phải đi kiếm tiền, nhiều khi mệt nó không dám nghỉ, bệnh nó không dám nghỉ. Thì nó sợ không có tiền để mua nhà, mua xe, không có tiền để cho mình sống thoải mái, để được đi ba căng đi chơi. Nó sợ đủ thứ, nó sợ hết á. Thành ra cái có thân, có cái sắc quẩn này là khổ là như vậy đó. Rồi sao nữa? Cái sắc quẩn này nó bệnh, rồi khổ, nó ăn vô được mà nó ra không được, nó khổ tùm lum hết trơn trọi không. Nên cho nên là cái có thân này chính là cái khổ, và phải nhìn ra được cái có thân, thì cái thân nó vận hành, nó hoạt động suốt một cuộc đời như thế nào, và cái gì diễn ra đối với cái thân đó. Quan sát lại trọn cuộc đời của một cái thân thì mới thấy được là nó sướng hay nó khổ. Và người ta kết luận, người ta nói là sao? Có thân là khổ. Rồi vì sao mà nó thọ là khổ? Những cái cảm thọ suốt ngày nó cứ sanh khởi, những cái cảm giác về dục nó sanh khởi, nó làm cho bứt rứt bức xúc. Những cảm giác về sân hận nó sanh khởi, nó làm cho bất an bực bội khó chịu.
những cảm giác tham ái sanh khởi nó làm cho ra rất không yên, thương nhớ bồn chồn, ăn không ngon, ngủ không yên. Và những cái cảm giác mà u mê mê mà si nó làm cho người nó giật giờ giật dưỡng, làm không muốn làm, đi không muốn đi, đứng không muốn đứng, ngồi không muốn ngồi. Thành ra là những cái cảm giác nó làm cho mệt mỏi như thế nào, những cái cảm giác của sân hận, của ích kỷ, của hơn thua, của danh lợi nó làm cho con người mình mệt mỏi như thế nào. Cho nên cái mà làm cho mình mệt mỏi đây chính là cái gì? Cái cảm giác đó phải không? Cái thọ đó phải không? Thì khi mà nhìn thấy được cái thọ như vậy là chúng ta mới thực thấy được cái khổ. Không có nhìn thấy cái thọ nó làm sao thấy được cái khổ. Những cái cảm giác của bực bội, của tham lam, tham dục, tham ái, tham nói, tham hơn thua. Rồi những cái cảm giác gọi là sân hận, hiềm hận, ghim gút, ích kỷ ở trong lòng. Nó rai rứt, nó bức xúc, người ta nói một câu đụng vô cái bản ngã của mình làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên. Chúng ta có thấy không? Gặp một người nói chúng ta một câu mà nó xúc phạm chúng ta một chút xíu, hay nói một câu mà nhiều khi nó môi đúng vào cái tánh xấu của mình ra, làm cho mình nhột, mình cũng không yên nữa đó. Thành ra là đó là chúng ta khổ vì cảm thọ hay không? Thành ra nói là sao thọ là khổ là gì á? Rồi tưởng là khổ là sao? Trời ơi, nó cứ ám ảnh hết chuyện này đến chuyện nọ đến chuyện kia. Ngồi thiền đang muốn nhất tưởng mà nó cứ nhị tưởng, tam tưởng, tứ tưởng vô à. Khó ghê không? Chỉ muốn là bây giờ sao tôi chỉ có một tưởng về thọ, cảm giác toàn thân. Nhưng mà không, nó chen vô rồi nha. Chập chờn hình ảnh của một anh nào đó, một chị nào đó. Chập chờn hình ảnh của một cái cảnh nào đó, một cái lời nói nào đó, một cái sự khó chịu nào đó, nó chập chờn, nó chen vô, khổ không? Khổ quá đi chứ. Và đêm nằm cũng vậy, các cái tưởng nó cứ chập chờn như vậy á. Khổ quá. Rồi không có muốn sợ ma mà sợ không? Nó cũng sợ. Tại vì sao? Cái gặp cái cảnh gì đó là cái tưởng nó hiện khởi lên, một cái gì đó là nó rung, gọi là nó rùng rợn rồi. Rồi những cái hình ảnh của những cái người mà mình tham ái hay mình sân hận đó, nó cứ ám ảnh riết trong đầu, nó làm cho mình yên không được. Rồi mình lo sợ, mình bất an. Bây giờ mà nói là làm cái gì hay đi đâu hay người đó hẹn mà không đến thôi là lo sợ bất an, rồi tưởng tượng ra, tưởng tượng tai nạn, tưởng tượng ra vậy, tưởng tượng ra khác tùm lum hết. Cho nên cái làm cho mình khổ là gì? Phải là tưởng hay không? Cho nên tưởng là khổ là như vậy đó. Chúng ta hiểu hay không? Mà chúng ta không thực thấy những cái này, hình ra cái khổ chúng ta là chúng ta chỉ nói được thân là khổ thôi à. Còn tâm là cứ nói là buồn vui, thương ghét là khổ, nhưng mà không có nhìn ra thực là cái đang quậy chúng ta, đang làm khổ chúng ta là cái gì. Rồi hành là khổ là sao? Là những cái dòng suy nghĩ nó cứ lải nhải riết ở trong đầu, không làm cho yên được. Khổ không? Khổ quá phải không? Có những cái chuyện mình đã nói là thôi buông nha, không chấp trước sân hận. Nhưng mà rồi sao? Thọ khởi, rồi tưởng khởi, rồi hành khởi, rồi cứ lải nhải. Rồi nhiều khi trong đầu mình nó bày ra một cái cuộc hơn thua, những cái lời nói hơn thua đấu đá trong đầu mình. Rồi ý hành nó cũng làm cho mình rất là khổ, rồi đêm ngủ mà nó cứ lải nhải, nó làm cho ngủ không được. Khổ hay không? Rồi phải tập thiền định để làm cho nó yên lại, mà nó đâu có chịu yên liền đâu. Tại vì sao? Vì tâm nó còn cái hủ lậu, cho nên là nó cứ hoạt động rì rào như vậy á. Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu đó. Rồi chúng ta còn gì nữa? Thức. Thức là khổ không? Mọi người đâu thấy thức khổ phải không? Thọ tưởng hành nó khổ thì dễ quá, mà thức đâu thấy khổ, phải không? Nhưng mà không có cái sự mà rõ biết sắc thanh hương vị xúc đó, nó có đưa đến thọ tưởng hành hay không? Vì có cái sự rõ biết sắc thanh hương vị xúc, cho nên nó đưa đến những cái thọ tưởng hành, nó làm cho khổ. Cho nên là cái thức là cái gì? Cái đầu mối, cái dẫn dắt đưa khách vào nhà à, chúng ta hiểu ha? Đó, thức là khổ là như vậy đó. Thì khi mà một người nhìn rõ được cái khổ trong cuộc sống này là phải nhìn ra cái ngũ quẩn. Nhìn ra cái ngũ quẩn mới thấy cái khổ của cái ngũ quẩn là cái gì. Mà khi nói khổ thì chính là gì? Là ngũ quẩn này là khổ. Ngũ quẩn này là khổ. Thì thật sự hiểu khổ như vậy, mà thật sự nhìn thấy ngũ quẩn như vậy, tất nhiên là người thật sự nhìn thấy khổ.
Người thật sự nhìn thấy ngũ uẩn tức là người thật sự nhìn thấy khổ. Và người thật sự nhìn thấy khổ tức là người thật sự thể nhập được thánh trí đầu tiên mà các bậc thánh tiên thiết, là khổ thánh đế đó. Chúng ta hiểu ha? Rõ cái khổ chưa? Trời ơi, tôi thánh đế này nó thâm sâu, nó vi diệu vô cùng. Mà cho đến 12 giờ này là chúng ta vẫn là con chỉ nói là phân phớt thôi á. Nhiều khi gặp duyên gặp cảnh là con nói vào một chút xíu thôi rồi đi ra chứ không dám ở lâu á. Tại vì sao? Cái sự tập trung của con ở đây là con tập trung cái gì? Tập trung cho chúng ta thể nhập được cái thấy ngũ uẩn. Mà thấy ngũ uẩn là từ đó nó sanh ra tất cả các trí tuệ, sanh ra tất cả sự thấy biết đối với tất cả các pháp, sự thể nhập tất cả các thánh trí là từ cái sự là thấy ngũ uẩn. Thành ra chúng ta hiểu ha? Biết chúng ta hiểu con không vậy? Nó thâm sâu lắm đó. Thấy như vậy chứ mà cái trí về ngũ uẩn là thâm sâu, vô cùng thâm sâu, vô cùng vi tế. Nói về cái thâm nhập về cái nghĩa cái ngũ uẩn này là khổ, thấy trong tâm mình nó thấm thía ghê gớm lắm. Hàng ngày thôi nè, nói chúng ta bình thường một ngày thôi nè, sống trong một ngày sáng dậy cho đến chiều tối nè, chúng ta hoạt động theo gì, hành xử theo gì? Không quen vô minh, theo sự dẫn dắt của ngũ uẩn không à. Sáng dậy ra thôi là từ cái đánh răng, súc miệng, rửa mặt, rồi đi vô ăn sáng, rồi coi làm cái gì, rồi đi tới đi lui, hoặc là làm nhanh nhẹn, sắp giác, hoặc là lười biếng, trì trệ, hoặc là thụ động, rồi coi cái gì đó mà làm, thì tất cả là cái gì? Cái sự vận hành, sự hoạt động, sự thúc đẩy của ngũ uẩn thôi à, của thọ tưởng hành thức bên trong, rồi cái thân nó đi theo à. Thọ tưởng hành thức muốn làm thì nó làm, không muốn làm thì nó không muốn làm. Thọ tưởng hành thức muốn ngồi thiền thì nó ngồi, rồi không muốn thì nó không ngồi. Rồi nhiều khi cứ ngồi trì trệ đó, không làm gì hết á. Mà nhiều khi đọc rồi thì đọc trước quên sau. À vì sao? Thành ra là chúng ta thấy cứ quán sát một ngày mình đi có ai quán sát chưa vậy? Hay là một ngày sáng dậy là thôi lao sao, ô công việc này công việc kia, chạy đông chạy tây chạy nam chạy bắc, không có nhớ, không có nhớ mình, không có nhớ tâm, không có nhớ cái gì đang dẫn dắt, cái gì đang hướng dẫn hành động hành xử của mình, trong cái đi đứng nằm ngồi, trong cái hành vi cử chỉ không nhìn ra được những cái trạng thái tâm mình như thế nào, khi mình cầm cái này mình bốc cái kia, mình uống cái nọ, cái trạng thái tâm như thế nào không nhìn ra. Thành ra cái sự tu này nó đi đến cái chỗ là càng ngày càng ngày càng ngày, trong từng hành vi cử chỉ và trong các hoạt động một ngày đó, chúng ta sẽ nhìn ra mình nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, rồi mới có thể đi đến cái chỗ là sao, nhiếp phục, chế ngự và làm chủ. Còn bây giờ hàng ngày mà suốt một ngày không có nhìn ra thì đâu có nhiếp phục, chế ngự, làm chủ được.